Con có quen một cô Phật tử, cô đi chùa, bà cái gì? Bà không thích nghe pháp à, đi chùa mà không thích nghe pháp. Thầy có cách gì độ cho cổ đi chùa nghe pháp? Còn có cô Phật tử cổ nói: má cổ đi chùa nhiều đi làm công quả mà tại sao má cổ chết sớm quá? Sao? Vì sao má cổ không có đi chùa nữa? Bạch à, sao cổ không đi chùa nữa? Hoan hỷ cho con biết à, tiểu thừa ha. Bây giờ nói vụ đi chùa. Thưa đại chúng, không phải đi chùa nhiều mà sống lâu, cũng không phải đi chùa nhiều mà không đi chùa mà chết sớm. Cái này nó không có liên hệ gì hết. Mỗi người có một cái phước riêng. Tất cả chúng ta ai cũng có phước, nhưng mà phước phần nào? Ví dụ có người á, có phước có nhiều của, nhưng không được cái phước về thân thể khỏe mạnh, tiền nhiều nhưng nhiều bệnh. Có người có cái phước là gia đình làm ăn thành công, nhưng mà con cái không ngoan. Có nhiều người có cái phước là gia đình rất giàu có, nhưng mà vợ chồng không đầm ấm. Cho nên rồi có nhiều người làm được tiền rất nhiều, nhưng mà bị có chuyện này chuyện kia nó tiêu hao hết. Cho nên phước thì ai cũng có, nhưng mà phước từng phần. Vậy thì chúng ta đừng nghĩ rằng á, chết sớm là không tốt, mà cũng không nghĩ rằng chết muộn là tốt. Bởi vì nếu mà mình hết duyên mình đi, còn hơn là mình sống lâu mà mình nhiều bệnh tật. Thí dụ vậy, tức là mình phải, cái này nó không có liên hệ vấn đề đi chùa là không đi chùa, phải không? Mà cái phước duyên của mỗi người thôi, cái nghiệp duyên của mọi người, cái thọ mạng của mọi người. Cái thứ hai nữa đó, chúng sanh á, thì căn cơ nó mỗi cái người bất đồng. Giống như nãy giờ ngồi đây, cũng có người hiểu Pháp Hòa nói gì, mà cũng có người không hiểu, và cũng có người hiểu chút chút. Tại vì mỗi người cái căn cơ, cái trình độ tiếp nhận khác nhau. Cho nên có những chúng sanh chỉ thích đi chùa mà không thích nghe pháp. Có những chúng sanh thích đi chùa ăn cơm chay mà không thích tụng kinh, không thích nghe pháp, cũng không thích làm gì hết. Tới giờ đó là có mặt thôi cũng được, phải không? Không sao hết, không có sao hết á. Bởi vì Bồ Tát đã phát tâm, mà tâm đã phát thì chúng sanh sẽ ứng theo cái pháp, cái phát của mình mà đến. Thí dụ quý vị nấu một nồi cơm chay, quý vị mong gì? Mong có người tới ăn. Thì bây giờ có những chúng sanh đáp ứng cái tâm nguyện là you want, I afternoon you. Là nếu anh muốn tôi sẽ chiều anh. Afternoon là chiều á. Thì người ta chiều mình, ta đến ta ăn, phải không? Rồi người ta ăn, người ta đi về, người ta không quấy rầy gì mình hết, làm ta không chọc mình phiền não. Thì có gì đâu buồn, phải không? Thì có những chúng sanh thích tụng kinh, thì có những chúng sanh thích nghe tụng thì ta mới tới. Cho nên nguyện nào thì nó sẽ có chúng sanh đi theo cái nguyện của mình, mà được quá rồi có gì đâu buồn. Cho nên không sao hết. Người ta ăn chay là tâm bắt đầu người ta tịnh cái thân rồi đó. Người ta thích đi chùa, người ta thích ăn chay là ta bắt đầu tịnh cái thân. Nhưng người ta chưa nghe pháp để tịnh cái tâm. Nhưng mà tốt, đỡ hơn là hoàn toàn không có gì hết. Thân không tịnh mà tâm cũng không tịnh, cái đó nguy. Còn bây giờ người ta đến chùa, người ta ăn chay mà người ta không thích nghe pháp thôi cũng được. Rồi bây giờ biết đâu chừng đủ nhân đủ duyên, một ngày nào đó người ta bừng tỉnh làm sao? Giống như mình hồi xưa không biết gì hết mà tự nhiên có một ngày mình tỉnh làm sao? Quý hiểu ý vậy đó. Cho nên ngày hôm qua Pháp Hòa nói giác nó có ba loại đó, ai cũng có bổn giác, nhưng mà cái giây phút nào mà tỉnh ngộ thì mới gọi là thị giác. Rồi từ đó mình tu riết cho đến ngày mình thành gọi là cứu cánh giác, chứ không phải thấy cái gì ngộ ngộ giác. Tu đến giác ngộ mà thêm hai chữ ngộ, cái này ngộ quá ha, giác. Người ta thấy gì ngộ ngộ giác chứ không phải giác ngộ. Còn ngồi nổi không?
trời nguy hiểm quá. Thầy hoan hỷ cho con biết tiểu thừa tu theo đại thừa và mật tông là gì. Xin thưa đại chúng là nhà Phật á, có chia ra làm năm thừa, tu thì có chia làm năm thừa, tùy theo cái căn cơ trình độ của mỗi người mà người ta tiếp cận với một thừa. Thừa tức là một chiếc xe, một loại xe, một cổ xe. Hồi nãy Pháp Hòa có thưa hai thừa rồi đó, phải không? Nhưng mà ở đây á, nó có hai chữ tiểu thừa và đại thừa là như thế này. Ở trên phương diện bình thường, tiểu thừa là chỉ cho những người chỉ biết tự lo cho mình, còn đại thừa là chỉ cho những người là vừa lo cho mình mà biết lo cho người khác. Ở trên phương diện chữ nghĩa là giải thích là hai chữ tiểu và chữ đại vậy. Nhưng mà chúng ta nên hiểu rằng tiểu thừa tức là những người, người ta thấy rằng người ta chỉ có khả năng làm tới đó thôi. Còn như là chiếc xe 4 chỗ ngồi thì người ta lái chở đi á, maximum là chở 5 người chứ không thể hơn. Còn đối với những người mà người ta có xe van 7 chỗ thì người ta có thể chở hơn. Thì bất quá là xe nhỏ và xe lớn chứ không có cái vấn đề gọi là cao và thấp. Chữ tiểu và chữ đại ở đây không có cái ý là chê trách lẫn nhau. Anh là tiểu, tôi là đại. Chẳng qua là để gọi cho nó đúng cái tên xe thôi. Xe nhỏ thì kêu tiểu mà xe lớn thì gọi đại. Vậy thôi chứ không có ý. Rồi bây giờ ở trên phương diện hình thức thì làm sao chúng ta biết đại và tiểu ra làm sao? Có nhiều vị sẽ nói rằng các trường phái tu theo là Thái Lan, nè Tích Lan, nè Miến Điện, Campuchia là tiểu thừa. Còn Việt Nam, Trung Quốc, Tây Tạng, Đại Hàn, Nhật Bổn là đại thừa. Mình nói như vậy thì nó dễ sanh hiểu lầm là tiểu với đại, do hai cái tông phái vậy đó. Những trường hợp đó chúng ta không nên dùng hai chữ này, mà chúng ta nên dùng là Nam truyền và Bắc truyền. Hay là chúng ta gọi là Nam truyền, tức là truyền cái Phật giáo được truyền về phía Nam, Phật giáo được truyền về phía Bắc. Còn không thì chúng ta gọi là Phật giáo Nguyên Thủy. Nguyên Thủy tức là original. Phật ngày xưa làm sao thì chư vị bây giờ các nước Thái Lan, Miến Điện, Campuchia hành y như vậy, gọi là Nguyên Thủy. Còn chúng ta là phát triển. Phát triển tiếng Anh dịch là Engage Buddhism. Phát triển là sao? Tức là mình đi theo được, đi theo kịp thời đại và văn minh của con người, hầu đến gần với con người hơn, để độ người ta dễ hơn, vậy thôi. Thí dụ như bây giờ á, người Nguyên Thủy là cấm tuyệt không được hát, bởi vì nghĩ rằng hát á, là những cái nó làm cho mình du dương tình cảm. Nhưng mà người Đại Thừa phát triển thì nghĩ khác. Chúng sanh người ta hát, mình cũng phải hát, nhưng mà thay vì hát những cái bài làm cho người ta lụy phiền thì mình hát những bài làm cho người ta thâm nhập cái niềm vui và chuyển hóa sự tu tập. Thí dụ như người ta hát cái bài mà đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn, đời tôi không duyên nên yêu ai cũng không thành. Nhưng mà cái người mà người ta chuyển hóa đó thì người ta cũng đến với cái người đó, nhưng mà ta hát lại đời tôi đi tu nên tôi đâu có cô đơn, vì không cô đơn nên tôi đây mới tu hoài. Đừng cho tôi tu vì chán đời đắng cay, hay thất tình bao lần nên vào chùa để ân tu. Đời tôi đi tu nên tôi đây lắm an vui, thầy cùng đệ huynh chung nhau xây ánh đào vàng. Vì tôi biết tu nên tôi đâu còn trách ai, tôi đâu còn giận hoài, vì biết đời luôn đổi thay. Quý hiểu ý không?
Thì cái gì gọi là đại và tiểu, không có cái ý là chê trách nhỏ và lớn, mà bây giờ chúng ta nên gọi là nam truyền hay là nguyên thủy, còn không là bắc truyền hay là phát triển, vậy thôi. Đó. Còn bây giờ nói về tông, hồi nãy nói thừa giờ nói tông. Trong Phật giáo không có tông gì hết, đạo Phật không có tông. Nhưng mà sau này chư tổ Trung Hoa gom hết tất cả pháp tu của Phật lại và chia tông. Và cái chia tông này chỉ nhằm một mục đích là nói lên cái tông chỉ. Chữ tông này nghĩa là tông chỉ, mục đích của cái người tu này. Ví dụ như bây giờ Pháp Hòa tâm đắc về Kinh Pháp Hoa, thì Pháp Hòa sẽ tụng Kinh Pháp Hoa, giảng Kinh Pháp Hoa, khai triển Kinh Pháp Hoa và ứng dụng vào đời sống bằng cách hành trì đạo lý của Pháp Hoa, thì chúng ta gọi là Pháp Hoa Tông. Và có những vị thầy, người ta chuyên nghiên cứu về luật, hành luật, nghiên cứu luật, giảng luật, tất cả những cái gì trong đời sống vị tu hành đó cũng đều căn cứ vào luật giới của Phật, thì chúng con gọi là luật tông. Rồi các vị kia tu niệm Phật cầu vãng sanh thì nghiên cứu về tịnh độ, giảng tịnh độ, tu tịnh độ, tất cả những hành xử giảng diễn đều hướng về tịnh độ, thì chúng ta gọi là tịnh độ tông. Thì tổng cộng là 10 tông. Mà cái tông này là do chư tổ Trung Quốc chế, gọi là chia để làm gì? Để dễ dàng cho tùy cái căn cơ của người ta đi theo cái tông nào thôi. Thì ví dụ như bây giờ Pháp Hòa thích niệm Phật thì Pháp Hòa phải kiếm cái tông niệm Phật Thế Hòa học. Còn Pháp Hòa thích về luật thì kiếm luật tông. Như vậy thì chia như vậy chỉ nhằm mục đích là để dễ dàng cho chúng ta đi vào từng cái cua. Ví dụ bây giờ tôi thích học về luật thì vô trường đại học chuyên học về luật, nửa ra trường về luật. Cái người kia về phụng sự xã hội thì nó có một cái cua là social worker, học về cái cua đó. Vậy thì tất cả các cua đó cũng nhằm một mục đích là phục vụ cho xã hội. Thì các tông phái cũng chỉ để nhằm một mục đích phục vụ cho đúng căn cơ trình độ của mỗi hành giả, mà không có ý chia chẻ để tông này chống tông kia. Mà ngày nay chúng ta học tông này chống tông kia là chúng ta sai hoàn toàn, không có đúng. Và Đức Phật ví dụ trong kinh đó, một ông thầy mỏi chân đau nhất, hai người đệ tử phụ trách hai cái chân của ông thầy, mỗi ngày xoa bóp với hai chân cho thầy. Nhưng mà anh A anh không thích anh B, và nó ghét luôn cái chân của thằng anh B. Cho nên một ngày nọ, cái anh B anh đi vắng, anh A nói hay quá, this is a good chance, tức là cơ hội rất tốt, đập gãy cái chân của thằng B, nó hay lắm. Thằng B về, thằng B thấy chiếc chân của mình xoa bóp bị gãy, nó nói thằng A chứ không ai hết, thấy không, tao sẽ đánh cho mày chết luôn. Nó đập luôn cái chân của thằng A, rốt cuộc ông thầy gãy hai cái chân. Bởi vì hai đứa đệ tử không thương nhau. Câu chuyện đó Đức Phật giảng trong Kinh Bách Dụ. Kinh Bách Dụ Đức Phật kể câu chuyện đó và Ngài kết luận rằng đệ tử của Phật không khéo cũng y hệt như hai người đệ tử này. Đánh đá lẫn nhau, rốt cuộc thầy mình là Đức Phật phải chịu cái đau khổ mà của các đệ tử mà không hiểu cái ý nghĩa giáo pháp mà Phật giảng. Người loạn tâm, Phật dạy niệm Phật bằng cách lấy câu niệm Phật trị loạn tâm. Người cũng loạn tâm nhưng mà có khả năng hành trì từng hơi thở bước chân, Phật dạy thiền hành cũng để trị loạn tâm. Nhưng mà mỗi người mỗi kiểu, thì tại sao anh đi thiền hành anh chống người đi kinh hành? Hiểu ý như vậy thì chúng ta sẽ không bị những cái chữ tông tông này nó làm khổ mình. Tông này là tông chỉ mục đích, và chia như vậy để cho chúng ta dễ dàng phát tâm, mà chúng ta tu theo cái nào chúng ta theo như vậy cho nó dễ. Quý vị hiểu ý mà nói như vậy. Dạ. Thôi chắc mình dừng đây đi, rồi chiều nữa trả lời tiếp, chứ nói nữa quý vị lầu ngôi tăng kể khiếu chọ. Đó là tiếng tiều á.
Tiếng tiều lầu ngôi tăng kể khiếu chợ là ngồi lâu tê cẳng khó chịu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Xin thầy hồi hướng. Thôi quý vị ngồi yên lại cho thêm một phút nữa thôi, chỉ còn gần nhau một giây nữa thôi. Rồi bây giờ trước khi dứt lời, Pháp Hòa xin cảm ơn đại chúng đã chịu khó ngồi gần 2 giờ đồng hồ để theo dõi buổi sinh hoạt sáng nay. Hy vọng là những cái gì Pháp Hòa chia sẻ không làm đại chúng phiền lòng. Nếu có gì sơ sót mong đại chúng bỏ qua cho. Và bây giờ chúng ta cùng chắp tay hồi hướng. Và sau khi cái buổi này thì chúng ta sẽ đi dùng trưa. Và chương trình của trưa hôm nay là 2 giờ chúng ta sẽ làm lễ truyền tam quy ngũ giới, thập thiện giới. Và đặc biệt là sẽ có một lễ nữa, tức là lễ thế phát gieo duyên cho một số quý Phật tử phát tâm xuất gia nhưng có thể chưa được thực hiện trong đời này mà ước mong rằng trong đời sau, hoặc là hiện tại năm này mình chưa làm được, biết đâu hôm qua, hôm ngày mai. Đó là những người có thể có điều kiện nhưng mà 1 năm, 2 năm tới đây chưa làm được, 5, 7 năm sau cũng có thể. Thế phát tức là nhá kéo trên đầu mình để gieo cái duyên cho mình thân cận gần gũi tam bảo, và đến một lúc nào duyên lành đầy đủ thì mình được xuất gia theo Phật, sống cuộc đời rỗng rang, không ràng buộc, để chúng ta có thể làm được cái ước nguyện là độ đời của mình cho nó rõ ràng hơn, dễ dàng hơn. A Di Đà Phật.